Việt Hồng rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Chuyện Đêm Muộn. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề không mới với một vị khách mời cũng vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, hy vọng rằng sau câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những cái nhìn mới, những cái nhìn đa chiều về chủ đề vì sao phụ nữ lại thích đàn ông hơn tuổi. Và ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Hoàng Anh Tú. Xin chào Việt Hồng, xin gửi lời chào đến các khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, cá nhân em thì cũng rất là hay theo dõi cái fanpage là nhà báo Hoàng Anh Tú của anh Tú. Và mỗi ngày thì em đều thấy có những cái câu chuyện về tình yêu, về hôn nhân. Và mỗi một câu chuyện lại mang đến những cái cung bậc cảm xúc, những cái trái ngọt, trái đắng khác nhau đúng không ạ? Và em nghĩ rằng là cái câu chuyện tình cảm nó xuất phát từ cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên thì cái kết quả của cái cuộc tình đó có lẽ là do cái sự lựa chọn đầu tiên của chúng ta đúng không ạ? Vậy với một người phụ nữ khi hẹn hò thì thường họ sẽ dựa trên những cái tiêu chí như thế nào trong việc là tìm kiếm một người yêu ạ? Tôi cũng đã tham gia khá nhiều những cái gọi là những cái show về hẹn hò. Tôi cũng tìm hiểu xem rằng là phụ nữ khi hẹn hò với một ai đó, với một người đàn ông thì họ họ trông chờ vào điều gì. Và thậm chí chính bản thân tôi khi mà còn đang độc thân thì tôi cũng tò mò cái điều đó. Qua rất nhiều năm tháng, qua rất nhiều những cái gọi là trải nghiệm thì tôi thấy rằng là quả thực cái điều mà người phụ nữ mong chờ ở người đàn ông nó cũng giống như cái tính cách của phụ nữ, giống như cái gọi là cái sự khó hiểu của phụ nữ. Có những người họ đi tìm một cái gọi một người đàn ông coi như là đẹp trai, rồi là tính tình sôi nổi, vui vẻ. Nhưng cũng có những người thì người ta lại cần những người đàn ông mà có thể lo được cái cuộc sống tương lai cho họ. Và tôi thấy là phần đông phụ nữ đều là như vậy, đều là mong muốn rằng là kiếm được một cái nơi ngả đầu, một cái điểm tựa, một cái người đàn ông mà có thể lo lắng cho họ trong tương lai. Tất nhiên nói thế không có nghĩa rằng là tất cả những người phụ nữ đi tìm đàn ông đều mong để mà có một nơi dựa cậy cả. Nhưng nó gần như nằm trong mã gen của phụ nữ vậy, là họ luôn luôn tìm những người đàn ông cao hơn họ một cái đầu. Dạ vâng ạ. Cá nhân em thì có lẽ là thấy xung quanh mình có rất là nhiều những cái câu chuyện mà người phụ nữ đôi khi yêu thì chúng ta lại thấy là họ lựa chọn một cái người yêu cũng như anh Tú vừa nói đó, có một ngoại hình hào nhoáng này, rồi có những cái tính cách vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên khi mà kết hôn thì họ lại tìm một nơi, một cái bờ vai vững chãi hơn. Vậy thì liệu có phải là phụ nữ ngày nay họ cũng lý trí hơn trong việc là tìm một người yêu và tìm một người bạn đời đúng không ạ? Đó cũng là một cái điều rất là khó hiểu. Phụ nữ khi họ yêu thì có thể họ không quan tâm một cái gì cả, thậm chí là anh ấy nghèo cũng được, anh ấy thậm chí là anh ấy có thế nào đấy chăng nữa, họ vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Nhưng khi họ cưới thì quả thực có một cái sự gọi là tạm gọi là toan tính, và thường là họ rất là lý trí trong cái việc là lựa chọn ai để mà có thể đi cùng mình đến cuối cuộc đời. Và cái những cái người đàn ông mà khiến cho họ yên tâm, họ cảm thấy rằng là có thể giao phó cái cuộc đời của họ cho người đàn ông đó thì là họ sẽ cưới. Và tất nhiên rất nhiều anh chàng, trong đó có cả tôi, đã từng chưng hửng khi mà một cái người phụ nữ mà mình yêu nhưng cuối cùng thì họ lại đi kết hôn với người khác. Dạ vâng, có lẽ là trên mạng xã hội thì chúng ta cũng thỉnh thoảng thấy những cái ảnh rất là vui, là chúng ta đưa ra hai cái list, một là những điều mà phụ nữ cần ở đàn ông thì rất là nhiều đúng không ạ? Còn những cái điều mà đàn ông cần ở phụ nữ đôi khi có khi là chỉ là hai gạch đầu dòng thôi. Vậy thì là một người chồng rồi, và là một người chồng mà em thấy là anh Tú rất là yêu và chiều vợ, thì cái mà anh thấy là một người phụ nữ cần ở một người đàn ông là gồm những cái tiêu chuẩn như thế nào ạ? Tôi luôn thấy rằng là người phụ nữ cần người đàn ông, cái điều đầu tiên đó là cái sự tin tưởng, cái sự an toàn,
An toàn ở đây không không chỉ đơn giản rằng là an toàn về mặt cảm xúc đâu, tức là cũng không phải là anh ta sẽ kiểu là sẽ là một người đàn ông chung thủy, anh ta sẽ là người đàn ông kiểu là chăm sóc vợ con đâu, mà cái sự an toàn này đôi khi nó cũng rất rất đơn giản, nó chỉ là lo được cái gọi là cái cuộc sống của hai người với nhau. Thường là những cái người đàn ông mà khiến cho họ cảm thấy an toàn, khiến cho họ cảm thấy rằng là có thể là dựa cậy được, thì đều là những người đàn ông mà phải đủ cái độ chín. Chứ còn nếu như với những cái người đàn ông mà vẫn còn kiểu là đang thanh niên, đang trẻ trung chẳng hạn, thì dường như là sẽ bị coi như là sẽ bị cho ra rìa, và họ muốn những cái người đàn ông như vậy, những người đàn ông mà khiến cho họ tin cậy và có thể là giao phó cuộc đời của họ. Dạ vâng, một người đàn ông đúng là hơn tuổi như anh Tú nói. Thì có một cái nghiên cứu đó là phụ nữ nếu mà yêu một người đàn ông ít nhất là hơn họ 6 tuổi thì họ sẽ có được một cái tâm lý vững vàng và ổn định hơn. Vậy thì một người đàn ông hơn tuổi, lớn tuổi hơn bao nhiêu là đủ ạ? Và hơn bao nhiêu là phù hợp? Và một người đàn ông lớn tuổi thì sẽ mang lại cho phụ nữ cái sự an tâm như thế nào ạ? Một người đàn ông lớn tuổi đương nhiên nó sẽ mang lại một cái sự an tâm, đầu tiên là về cái sự ổn định và cái việc sẵn sàng cưới. Đấy là cái điều coi như là tôi nghĩ rằng là gần như là cái gọi là cái yếu tố quyết định. Bởi vì với những chàng trai trẻ thì đương nhiên rằng là họ cũng chưa muốn cưới, họ cũng muốn bay nhảy nữa. Còn với phụ nữ khi mà khi mà chung kết với cả một người đàn ông mà hơn họ nhiều tuổi thì họ sẽ cảm giác là họ sẽ được bảo bọc, họ sẽ được che chở. Và bản thân những cái người đàn ông mà hơn tuổi như thế có nghĩa rằng là họ có hiểu cái tâm lý phụ nữ nhiều hơn. Chúng ta đều biết rằng là khoa học cũng đã nói rằng là cái gọi là cái độ tuổi suy nghĩ của người phụ nữ luôn luôn cao hơn cái độ tuổi trong suy nghĩ của đàn ông là khoảng 3 tuổi. Cho nên rằng là lấy một người đàn ông hơn mình 3 tuổi là giống như là lấy một người đàn ông bằng tuổi trong suy nghĩ. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là cái con số mà Việt Hồng chia sẻ thì tôi nghĩ rằng là nó cũng đúng đấy. Tức là cái gọi là cái độ sâu của người đàn ông, cái sự trưởng thành của người đàn ông nó rõ rệt hơn, trong khi những người đàn ông mà dưới những người đàn ông bằng tuổi hoặc là chỉ hơn 1-2 tuổi thì rõ ràng cái sự trưởng thành của người đàn ông đó nó chưa đủ để cho người phụ nữ cảm thấy rằng là có thể là tin tưởng được. Dạ vâng, nói như vậy thì có vẻ là hơi thiệt thòi cho các chàng trai trẻ đúng không ạ? Bởi vì em nghĩ rằng tuổi tác đôi khi nó cũng không ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành của một người đàn ông, mà quan trọng là nó là tính cách nữa đúng không ạ? Đúng rằng là có cái sự thiệt thòi như vậy. Tuy nhiên rằng là cái quan trọng nhất nó vẫn là cái cảm giác. Cái cảm giác của người phụ nữ khi mà yêu một cái người đàn ông mà lớn tuổi hơn họ hẳn như vậy thì họ sẽ có cái sự kính trọng, họ sẽ có cái sự nể phục. Và tôi nghĩ rằng là phụ nữ thì luôn luôn là hướng lên, luôn luôn muốn yêu một cái người mà khiến cho họ nể. Còn những cái chàng trai trẻ chưa chắc. Những chàng trai trẻ thì rõ ràng rằng là cái độ chín, cho dù rằng là đó là một anh chàng mà rất là trưởng thành, rất là tự lập, rất là thế này thế nọ, nhưng mà chưa chắc đã khiến cho người phụ nữ cảm thấy rằng là dựa cậy được. Bởi vì khi mà một chàng trai mà vẫn còn trẻ, kể cả trưởng thành đến đâu chăng nữa thì nó vẫn có những cái nguy cơ nhất định. Trong khi với một cái người đàn ông lớn tuổi hơn thì rõ ràng người phụ nữ sẽ cảm thấy là an tâm hơn. Quay trở lại với cái tâm lý của đàn ông, ở độ tuổi 20-30 thì đàn ông cũng vẫn thích phụ nữ trẻ, mà ở độ tuổi càng lớn hơn như thế nữa thì đàn ông cũng vẫn thích phụ nữ trẻ đúng không ạ? Thế anh Tú có thể giải thích về điều này được không? Đàn ông thì luôn luôn chung thủy. Chúng tôi luôn luôn chung thủy ở một cái việc rằng là năm mà chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi cũng thích những người phụ nữ 18 tuổi. Năm chúng tôi 20 tuổi chúng tôi vẫn thích những người phụ nữ 20 tuổi. Và năm chúng tôi 50 tuổi thì chúng tôi vẫn thích những người phụ nữ 20 tuổi. Tôi nghĩ rằng là cái gọi là cái...
cái mong muốn của người đàn ông ấy, chúng ta đều thấy rằng là trai thì yêu bằng mắt, gái yêu bằng 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 tai và trai yêu bằng mắt. Khi mà người phụ nữ yêu bằng tai thì rõ ràng rằng là cái người đàn ông lớn tuổi sẽ có lợi thế hơn. Còn khi mà đàn ông yêu bằng mắt thì đương nhiên là những cái người phụ nữ càng trẻ trung thì càng có lợi thế hơn. Bởi vì trong hầu hết tất cả cái tư duy chung của đàn ông Việt đấy là gì? Là lấy vợ nhiều khi rằng là cũng là để mà cho thiên hạ nhìn vào, cho thiên hạ thấy rằng là mình kiểu là lấy vợ trẻ, vợ xinh, vợ đẹp đấy. Và phụ nữ thì cũng vậy, đôi khi có những cái cuộc hôn nhân là đôi khi không phải lấy cho bản thân mình mà là lấy cho những người xung quanh mình, lấy cho cái gọi là cái nhìn vào của mọi người. Cho nên đến khi sống với nhau rồi thì mới nảy sinh ra nhiều vấn đề. Và đương nhiên khi mà người phụ nữ trở thành vợ, già đi, xấu xí thì đàn ông lúc đó rất dễ để sinh hư. Dạ vâng. Em thấy là phụ nữ cũng khá là có nhiều nỗi lo đấy. Bây giờ chúng ta cũng không thể đòi hỏi được là một người đàn lấy được một người đàn ông vừa trẻ, vừa giàu có, vừa thành đạt mà lại yêu chiều mình được. Và lấy người đàn ông hơn tuổi thì chúng ta cũng phải chấp nhận là họ cũng có những cái bận rộn riêng của họ, đúng không ạ? Vậy thì có cái sự khác biệt nào của một người phụ nữ theo những cái câu chuyện mà những người phụ nữ có chia sẻ với anh Tú ấy, thì anh có được một cái khảo sát hay một cái thống kê nào đó là cái hôn nhân của những người phụ nữ lấy những cái người bằng tuổi so với lại những người phụ nữ mà lấy những người hơn tuổi thì nó có khác nhau như thế nào không ạ? Khác nhau rất nhiều. Thật sự ra là trong cái rất nhiều những cái tâm sự của mọi người mà gửi đến tôi thì cái hôn nhân lệch tuổi nó khiến cho khá nhiều những cái bất hạnh nó xảy ra. Thứ nhất là cái mà chúng ta không thể chối cãi được đó là cái vấn đề lệch pha trong trong tâm sinh lý. Nó khiến cho nhiều người phụ nữ đến cái độ tuổi mà đang rất là thanh xuân, đang tầm 30-35 thì chồng thì cũng đã bước sang cái gọi là cái ngưỡng mà bắt đầu đi xuống rồi, thì bắt đầu rằng là có sự lười biếng, có cái gọi là cái mà một cái gọi là một cái nó gọi rằng là muốn nhưng mà cũng không thể đáp ứng được hết, thì đấy cũng là một cái bi kịch. Cái bi kịch thứ hai mà rất nhiều đấy là cái sự lãng mạn. Thực sự ra đàn ông ở một cái độ tuổi cứng tuổi rồi thì cái sự lãng mạn nó cũng không còn nữa. Nếu như lấy một cái người đàn ông cùng tuổi thì rõ ràng họ vẫn còn rất là lãng mạn. Đàn ông trước năm 40 tuổi họ vẫn còn rất là ngùn ngụt khí thế, họ vẫn còn muốn nhảy việc, họ vẫn còn muốn làm những cái điều lãng mạn, vẫn còn sẵn sàng xến xúa. Nhưng đến cái gọi là đến khi mà người ta quá bước qua cái tuổi 40 rồi thì kể cả cái việc nhảy việc đi chăng nữa cũng đã là một cái sự khó khăn đối với họ. Huống chi rằng là tạo ra một cái điều gì đó lãng mạn với vợ mình. Rồi là một cái nữa đó là cái sự lười biếng, cái sự thụ động của người đàn ông khi mà họ có tuổi. Kể cả đi du lịch họ cũng không muốn đi đâu đó thật là xa hoặc là thật là lãng mạn, hay là những cái kiểu là mang tính khám phá nữa, mà lúc đó họ cũng bị ì, cái sức ì của họ rất là lớn. Rồi là khi mà yêu một người lớn tuổi đồng nghĩa với việc rằng là sẽ có cả cái gọi là cái suy nghĩ, bởi vì cuộc sống này càng lúc càng hiện đại hơn, cái nó gọi là những cái khoảng cách thế hệ nó càng lúc nó càng ngắn hơn. Trước đây có thể là cách nhau phải đến 20 tuổi thì mới gọi là một khoảng cách thế hệ, nhưng đến cái gọi là cái thời đại này, khi mà công nghệ phát triển, khi mà xã hội hiện đại hơn thì cái khoảng cách thế hệ nó sẽ bị ngắn lại. Có thể rằng là cách nhau tầm 6 năm thì cũng đã trở thành một cái khoảng cách thế hệ. Thì rõ ràng những cái suy nghĩ nó sẽ bị lệch pha nhau rất nhiều, thậm chí rằng là cùng một quan điểm, cùng một vấn đề, nhưng người người vợ nghĩ thế này nhưng người chồng có thể nghĩ thế khác.
Và cái mà tôi thấy là nhiều trong những cái cuộc hôn nhân mà có vấn đề nó đều là bắt đầu từ cái việc rằng là cái suy nghĩ của hai người quá khác nhau, cái sự khác biệt về tuổi tác nó tạo nên những cái gọi là cái độ lệch như thế, nó dẫn đến cái chuyện rằng là không không thể tìm được cái sự đồng cảm với nhau. Và một cái nữa, mà tất nhiên nếu như lấy một cái người đàn ông mà nhiều tuổi hơn hơn hẳn thì nó còn một vấn đề nữa là sức khỏe. Đôi khi rằng là có những người vợ mà trở thành y tá cho chồng, lúc ý chỉ có kiểu là chăm lo cái việc anh ta coi như là lẫn hay không, anh ta coi như là già lụ khụ như thế nào, rõ ràng là nó cũng là một cái gọi là một cái thiệt thòi với nhiều cuộc hôn nhân. Cho nên là tôi nghĩ rằng là đồng ý rằng là người đàn ông khi mà chúng ta đến với họ là bởi vì cái sự chín chắn của họ, vì cái gọi là chúng ta nói thẳng ra luôn đấy là khi mà họ người đàn ông đã như thế thì có nghĩa rằng là họ đã có tài sản, họ đã có rất rất nhiều những cái thứ đủ để người phụ nữ cảm thấy rằng là mình có thể là sử dụng được nó luôn, mình không phải cùng cùng nhau như lấy một người bằng tuổi hoặc lấy một người mà chỉ hơn mình 1 2 tuổi, không 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 phải cùng nhau làm cái gì cả, bởi vì anh ta đã có sẵn rồi. Thậm chí với rất rất nhiều những người đàn ông mà 40, 45 chẳng hạn, họ đã đầy đủ tất cả mọi thứ rồi, và thậm chí họ cũng đã từng trải qua những cái cuộc hôn nhân trước đó rồi, thì rõ ràng họ có rất rất nhiều thứ để mà người phụ nữ, những người phụ nữ trẻ cảm thấy rằng là có thể nương tựa được. Nhưng mà tất nhiên sau đó sẽ có rất rất nhiều những cái vấn đề khác. Cho nên tôi nghĩ rằng là nếu khi mà chúng ta đã lựa chọn thì hãy một khi mà chúng ta đã lý trí đến như thế thì hãy lý trí cho đến tận cùng, chứ đừng có nửa lý trí và nửa cảm xúc. Lý trí thì cho rằng là ta nên lấy một cái người đàn ông mà đã có hết tất cả mọi thứ rồi để ta đỡ phải cày cuốc, ta có thể là tận hưởng, ta có thể thế này thế nọ, thì lý trí nhiều hơn nữa để nhìn ra xem rằng là 5 năm nữa thì như thế nào, 10 năm nữa thì ra sao. Bởi vì tôi vẫn cho rằng cái chìa khóa, cái gọi là cái khóa trong tất cả các mối quan hệ, cái sự quan trọng nhất trong tất cả các mối quan hệ đó là nhìn thấy tương lai. Nếu như có một mối quan hệ mà chúng ta không nhìn thấy tương lai thì có nghĩa là đó là một cái mối quan hệ hỏng hóc, và nó sẽ là cái quan hệ mà rất là khó có thể là đi xa. Hôn nhân rõ ràng nếu như một trong hai không nhìn thấy mình ở cái tương lai của đối phương thì chắc chắn đấy là một cuộc hôn nhân thất bại. Một vấn đề nữa mà anh Tú cũng có vừa đề cập đến, đó chính là khi mà phụ nữ yêu một người đàn ông lớn tuổi thì người đàn ông đó họ chắc chắn là sẽ có cái đích đến là hôn nhân. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người đàn ông không như vậy, và cuộc sống thì cũng không đơn giản như thế, nên là cũng có nhiều cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin mà lại vô tình rơi vào một cái cuộc tình tay ba, đúng không ạ? Vậy thì anh Tú có một cái chia sẻ một câu chuyện nào liên quan đến cái vấn đề này không ạ? Rất nhiều những cô gái trẻ đã tin vào một người đàn ông lớn tuổi, bởi vì khi mà người đàn ông đã lớn tuổi thì có nghĩa rằng là cái vị trí xã hội của họ, cái gọi là cái trải nghiệm của họ rất là nhiều, cho nên rằng là cái việc mà họ họ sỏ mũi một cô gái trẻ dễ hơn rất rất nhiều. Đặc biệt rằng là với những cái người đàn ông lớn tuổi mà họ đã xác định rằng là tất cả các mối quan hệ chỉ là những cuộc chơi, thì rõ ràng họ sẽ có vô vàn những cái gọi là mưu ma trước quỷ, rất nhiều những cái câu chuyện mà nhiều người phụ nữ trở thành người thứ ba, trở thành kẻ phá hoại hôn nhân của người khác, nó cũng đều bắt đầu từ cái việc rằng là sự nhẹ dạ cả tin. Nghe anh ấy nói rằng là vợ chồng anh ấy không hạnh phúc, rồi là thấy rằng là anh ấy gọi là già, cho nên anh ấy cũng khổ, anh ấy cũng phải thế này phải thế nọ. Rõ ràng rất nhiều người phụ nữ cả tin đã tin vào cái điều đó, bởi vì những người phụ nữ trẻ thì hơi ít trải nghiệm, và khi ít trải nghiệm thì họ cũng 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 dễ tin vào vào những gì mà
người đàn ông đã sắp xếp. Cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là rất rất nhiều những người phụ nữ trên mạng hiện nay lên án những cô gái trẻ, lên án những cái người thứ ba, thì nên dừng lại một chút để tự hỏi rằng là liệu có phải đây là một nạn nhân hay không. Bởi vì rất nhiều những người phụ nữ trở thành người thứ ba là hoàn toàn là bởi vì họ là nạn nhân, chứ không phải họ là thủ phạm. Họ là một nạn nhân bởi vì những cái người đàn ông mà đeo đuổi họ, những người đàn ông mà tấn công họ đều là những gần như là những con sói già rồi, đã quá hiểu cái gọi là cái suy nghĩ, cái gọi là đâu là cái nơi dễ tin nhất, đâu là cái nơi mà có thể hạ được một người phụ nữ trẻ tuổi. Cho nên rằng là phụ nữ càng trẻ tuổi thì càng dễ bị lừa là như vậy. Vâng ạ, rõ ràng đúng anh Tú nói, đúng là con sói già đấy ạ. Bởi vì là một người đàn ông lịch lãm phong độ như thế, thấu hiểu được tâm lý như thế thì có lý gì mà chị em lại không bị lừa, đúng không? Vậy thì với những cái nguy cơ này, cũng như là những cái cơ hội, những cái tương lai mà chúng ta có thể nhìn thấy trong một cuộc hôn nhân với người đàn ông lớn tuổi, thì anh Tú có thể đưa ra một cái lời khuyên, một lời nhắn nhủ nào cho các trẻ em phụ nữ trong cái việc chọn lựa một người đàn bạn đời của mình, đặc biệt là với những người yêu người hơn tuổi ạ? Tôi thì tôi không nghĩ rằng là mình có thể đưa một cái lời khuyên nào, bởi vì ở ngoài cuộc sống, mỗi tình huống, mỗi con người đều có những cái gọi là những cái hoàn cảnh khác nhau. Đôi khi có những cái lời khuyên của chúng ta đưa ra chưa chắc người phụ nữ đó đã sử dụng được. Tôi vẫn cho rằng là trong tất cả các mối quan hệ, vẫn là cái việc rằng là hãy nhìn xem rằng là tương lai của cái mối quan hệ đó sẽ là như thế nào. 5 năm nữa chúng ta sẽ là ai, chúng ta có còn nhau hay không, 10 năm nữa chúng ta đang ở đâu trong cái cuộc sống của nhau, mình đang ở đâu trong cuộc sống của anh ấy và anh ấy đang ở đâu trong cái cuộc sống của mình. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay rằng là yêu một người lớn tuổi, bằng tuổi hay kể cả kém tuổi mình thì có ổn hay không. Trong hôn nhân, tôi nghĩ rằng là mọi tính toán đều có những sai số. Cái mà có thể khiến cho chúng ta không bị sai số, nó nằm ở cái việc rằng là không hối tiếc. Khi chúng ta đã lựa chọn thì chúng ta không hối tiếc. Và khi mà bất kể một cái mối quan hệ là thế nào đi chăng nữa thì vẫn cần một cái sự gọt rũa từ chính bản thân mình và từ chính cái người bạn đời mà sẽ đi cùng mình. Cả hai cần phải gọt rũa để mà có thể là khớp lại với nhau. Bởi vì đôi khi tuổi tác nó cũng lại không phải là một cái vấn đề. Nó đôi khi nó chỉ là một con số thôi. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là ở ngoài kia có rất rất nhiều những ngôi sao lấy một yêu một anh chàng kém mình đến 6 tuổi, 8 tuổi, thậm chí là 10, 15, 16 tuổi. Họ vẫn hạnh phúc. Vậy thì một người phụ nữ mà có lấy một người đàn ông hơn mình 10 tuổi, 15 tuổi đi chăng nữa vẫn có thể hạnh phúc nếu như mà chúng ta chịu sửa chữa bản thân mình, chịu gọt rũa bản thân mình, và là cả hai không bao giờ có được một cái mối quan hệ nào trở nên tốt đẹp nếu như cả hai người đó, cả hai con người trong cái mối quan hệ đó không chịu gọt rũa bản thân. Và tôi nghĩ rằng là mỗi ngày mà chúng ta đang sống chính là mỗi ngày mà chúng ta phải thay đổi bản thân mình để phù hợp với đối phương, và cần đối phương cũng phải thay đổi để phù hợp lại với mình. Bởi vì mỗi ngày cái sự gọt rũa đó, cái sự căn chỉnh đó, nó khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh Tú về những chia sẻ về câu chuyện ngày hôm nay. Và thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những chia sẻ của nhà báo Hoàng Anh Tú ngày hôm nay thì quý vị, đặc biệt là các chị em phụ nữ, chúng ta hãy gọt rũa bản thân, hãy thay đổi bản thân mỗi ngày, để nếu như có lựa chọn bất cứ một mối quan hệ nào thì chúng ta cũng sẽ không hối hận về sau. Vâng, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.